cùng với bạn này luôn anh. Đẹp trai thế mà không có này, thấy rất đẹp trai giống nhà văn á. Đó đúng vậy. Bạn trong đó nhiều trai đẹp lắm. Nhớ thằng xã em là mỗi ngày đi bạn ở trên Vĩ Nam á, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm, về trước. Rồi bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất. Thế là lại có ấn tượng. Thì ngày nào đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về. Đi lên lại kéo xe một cái đi lên. Về đi hả? Chào để ý nè. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau. Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á. Thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về dành nữa ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đánh thua mà. Nhưng mà cái là thích đánh. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy thua. Đây để anh ghế đi ha. Được không? Mẹn. Trước tiên là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình trong trường quay ngày hôm nay. Và bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Xin chào chương trình. Em là Doanh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Cạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em có hay thấy anh không? Dạ có. Dạ. Thiệt không? Có thấy anh trong chợ Hội Kỷ không? Tại vì anh đi hoài à. Anh là thường xuyên đi vô chợ Hội Thị Kỷ mua hoa về cắm. Dạ. Dạ. Mai mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho ở 40 Hồ Thị Kỷ. Mọi người nhớ nha, số 40 Hồ Thị Kỷ, shop Lê Cho. Mời em. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho, em sinh năm 1987, quê em ở Bình Định. Hiện em ở cũng số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai vợ chồng bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa cho chứ mà trò đúng không? Dạ cho dạ. Nhận cho đi lê cho đi. Cho nhận này. Bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung một trường khuyết tật nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Dạ. Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. Chín năm mới ổn được. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn, ở trong trường khuyết tật Hóc Môn. Chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á, thì là tụi coi tụi em gặp nhau, tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên thì gặp lần đầu tiên em ấn tượng là nụ cười. Cười xinh mà. Cười rất nhiều răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao cho? Thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chỉ là không hề ấn tượng với bạn này luôn anh. Đẹp trai thế mà không ấn tượng này, thấy rất đẹp trai giống gặp nhà văn á. Đó đúng vậy. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm vậy. Nhớ thằng xã em là mỗi ngày đi bạn ở trên Vĩ Nam á, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm, về trước. Rồi bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất. Thế là lại có ấn tượng. Rồi ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về. Đi lên lại kéo xe một cái đi lên. Vậy hả? Chắc là để ý nè. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau. Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á, thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về dành nữa ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Mà em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đánh thua không à. Nhưng mà cái là thích đánh. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy thua. Đó, giống như anh ta thả đó. Điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? Tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn mà những cái tâm trạng á, khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được. Nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu? Hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi chọc cây á. Leo cây em bị té rồi bị trùng cột sống, em bị liệt hai chân. Trùng cột sống em là trùng á. Còn cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ ha. Thì từ đó bị liệt toàn thân, hai chân hai tay. Rồi em tập nó trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm mới đi lại được. Dạ. Em thật sự lúc mà em đứng ở trong đó, anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Đến khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Đa phần người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để ý thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Chắc bên này đúng không? Không. Không đúng. Em là người tỏ tình này. Ồ vậy hả? Dạ. Tình cờ một hôm em về thì mới gọi điện rồi nói chuyện chơi với nhau á, cũng phải được 6 tháng. Hồi đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em cũng học ở đó. Xong rồi cái ngày sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật anh. Xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi. Xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi tình cho thêm. Cái là
Tỏ Tình. Nhắn tin Tỏ Tình cái bạn này nhận xong yêu luôn. Dạ, Tỏ Tình là do cá độ rồi. Em có biết là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Sau đó cái phải 2 ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Tức là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu gọi này đi xuống thăm em mấy lần. Nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đi thăm mấy lần, tức là em vẫn ở trường, bạn này ở nhà. Trường, bạn ở thì bên tận bên quận 7 cơ. Mỗi lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng, 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động không? Yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Cạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm. Đợi xin việc có các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên các công ty vô không có tuyển em. Không tuyển. Dạ, thế là em xin về. Về về Bắc Cạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Cạn. Ồ, rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Dạ. Em về quê, em có làm ở quê 2 năm rồi. Và thời gian đó là cho có ra thăm bạn này không? Có, đó, bạn này ra một lần. Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn, mình sẽ có tiền nhiều hơn, và em không có đi tập một ngày nào một buổi nữa. Em dành hết thời gian đi bán. Thì bắt đầu em mới dành dụm tiền đó ra riêng, là em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Vậy dạ. Cưng quá vậy. Dạ. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là em sao? Đi máy bay. Lúc đó em nhiều làm lắm nghe. Không có nhiều tiền lắm, một năm thì làm mấy ngày Tết thì chỉ kiếm được mấy triệu. Đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho em chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau, cảm xúc của em lúc em gặp lại bạn trời, lúc đầu tiên mà gặp á không biết nói lần nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó không khóc, không khóc, nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Rồi đó nhìn nhau. Thế gì còn em thì sao? Khi em gặp em thì cô ấy... lúc bạn ấy nói là ra thăm em thì thực sự em rất vui, nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra đúng không? Đến lâu ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ đơ. Thương đúng không? Thương. Thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Rồi sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình, đúng không? Dạ. Sau đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu không được ở được ngoài Bắc, rồi bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây, thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng, nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. Vô Nam luôn. Dạ. À, sau hai đứa làm đám cưới? Dạ không, bạn ấy vào từ 2015 vào đây làm rồi. Kim Hoàng 3 năm. Thì sau bắt đầu đó thì em quen nó mà shop hoa. Rồi đó. Thì bắt đầu là kêu em về làm bản bọc. Vào đây bao lâu thì các em mới đám cưới? 2017. Thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Đến năm 2018 bọn em mới cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà Hoa Niên đúng không? Dạ. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm. Vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi. Các em thì cũng đã lập gia đình hết. Mẹ ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người trông phụ. Đúng trông rồi. Phụ. Rồi trong cuộc sống là tụi em có xung khắc không? Cũng có. Có hay cãi lộn nhau không? Đó. Em với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy. Nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Có nhiều vấn đề, nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái giờ. Tại vì tụi em làm cùng một công việc, thường cãi nhau về công việc. Ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng, là đúng. Không sai. Bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cái này, nhìn nhận cái khác. Mắt em nhìn nhận sai nhưng mắt em nhìn nhận không sai. Còn em là có cái tính là sai hoặc đúng. Chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Con điểm khác nhau. Mình bông bánh cắm gì nè, anh nói gì đẹp đó, nhưng mà em thấy không đẹp. Ví dụ gì đó, anh thì nói dù cắm bằng mặt thì là đẹp, còn em thấy không được. Phải cắm cao, cắm thấp mới đẹp, cắm chỗ này mới đẹp. Bắt đầu là riêng cái chuyện cắm bông không, bọn em cũng gây suốt ngày. Thôi bây giờ hai đứa cứ cắm đi, mỗi đứa mình qua đi rồi tặng cắm đi, anh sẽ xét chính xác cho. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lòi ra nhiều không em? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chữ thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Mà ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết, ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Nên là em là... Nhưng mà toilet có coi điện thoại không? Là không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngưa ngáy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích rồi nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Có mê điện thoại không? Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc thì làm cả ngày rồi. Tối vào ví dụ hai chồng có thể nói với anh này nè, bạn này cứ có khi lên có ngồi chơi cờ mãi. Chơi cờ trên điện thoại hả? Bạn thích chơi cờ. Có nóng tính không? Có. Mẹ chồng em thì ít nói, nhưng mà mỗi lần mình
hùng nóng tính lên á, cọc quậu là cọc á, dữ lắm. Mỗi lần bạn hung dữ là bạn nóng lên, em nói thế nào nữa. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu nhiều không? Vợ em thì nói chung là cá tính, thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ nghĩa là gì mà theo em là độc đoán? Nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em, nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cũng giống như cô nói đẹp là em phải công nhận là đẹp. Dạ. Cắm so le chứ không được cắm bằng. Có rất là nhiều việc cái tính ra tốt nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nó làm nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không? Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn. Có đập đồ không? Dạ không có đập đồ nhưng mà hay là lấy kéo cắt hoa hay là bây giờ đập đồ đụng ra đúng không? Rồi nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á là có hay khen khích lệ không hay là chê? Dạ có, thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ bọn em quen nhau cũng lâu, quen em 6 năm rồi mới ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi nhìn nhận khác đi. Nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn vợ cứ vậy luôn. Dạ. Coi như không muốn vợ thay đổi gì. Coi như là vợ cứ là vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Coi như là chấp nhận sống chung với lũ. Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau. Tụi em đến với nhau thì chỉ ngoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi. Và sống thật với con người mình để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó cái nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Thứ hai đó là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi không cần một lý do gì hết. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè, cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, vợ ghép lại. Mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời đó, khách đó, cái thời khách đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy, em hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nghe. Dạ, rồi. Cảm ơn.